Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Kính thưa toàn thể các đồng chí. Hôm nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương về làm việc với Thành ủy Hải Phòng để công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của thành phố. Đồng chí Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị đã có ý kiến phát biểu rất sâu sắc về những kết quả đạt được của Hải Phòng trong thời gian vừa qua và những gợi mở trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong thời gian tới của thành phố chúng ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã dành cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố cũng như cá nhân tôi những sự động viên, những tình cảm sâu sắc. Trong không khí rất đặc biệt của hội nghị ngày hôm nay, tôi có một số ý kiến như sau. Thứ nhất là Bí thư Thành ủy Hải Phòng vừa được Đảng, Nhà nước phân công nhiệm vụ mới. Tôi và các đồng chí trong Thành ủy Hải Phòng thay mặt cho Đảng bộ thành phố chúc mừng đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Việc Bộ Chính trị phân công đồng chí Trần Lưu Quang, một cán bộ có bề dày kinh nghiệm, đã từng trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, đã thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị đối với thành phố Hải Phòng. Và chúng ta tin tưởng rằng đồng chí Trần Lưu Quang sẽ cùng thành ủy, lãnh đạo đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội 16 Đảng bộ thành phố. Về phần mình, như các đồng chí đã biết, vừa qua tôi được Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giới thiệu và ngày 8 tháng 4 năm 2021, Quốc hội đã chuẩn y tôi đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Đây là một vinh dự lớn không chỉ của cá nhân tôi, mà là vinh dự chung của Đảng bộ thành phố. Đồng thời, nhiệm vụ mới cũng sẽ đặt ra cho tôi trọng trách lớn hơn trước Đảng, trước nhân dân. Là một người được sinh ra, lớn lên, học thành phố, bằng tình yêu quê hương, bằng khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng phát triển thành phố trong suốt những năm tuổi trẻ và trong toàn bộ quá trình công tác hơn 30 năm qua. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, tôi nhận công tác tại nhà máy xi măng Hải Phòng, sau đó làm giám đốc công ty xi măng Hải Phòng, được tham gia Quốc hội, tham gia Thành ủy và đến tháng 7 năm 2010 được điều động làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong quá trình công tác tại thành phố, tôi đã tham gia Thành ủy 4 nhiệm kỳ, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy 3 nhiệm kỳ, được phân công đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Điều may mắn nhất của tôi là trong quá trình công tác luôn được rèn luyện trong phong trào của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, của các đảng bộ có truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất. Trong môi trường đó,
Tôi được các đồng chí đảng viên lớp trước, các đồng chí lãnh đạo thành ủy qua các thời kỳ giúp đỡ, ủng hộ, tạo điều kiện để tôi phấn đấu, làm việc và cống hiến. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015-2020, với vai trò là bí thư thành ủy, người đứng đầu của đảng bộ thành phố, tôi luôn được các đồng chí ủy viên thành ủy, ủy viên ban thường vụ thành ủy, thường trực thành ủy giúp đỡ, đoàn kết, đồng hành để cùng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, của thành ủy. Trong quá trình đó, tôi cũng luôn nhận được sự ủng hộ, tin cậy và giúp đỡ của toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố. Đó là yếu tố rất quan trọng để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó. Những thành tích mà thành phố Hải Phòng đạt được trong những năm gần đây, đặc biệt là nhiệm kỳ 2015-2020, là kết quả từ sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, là kết quả từ sự nỗ lực, phấn đấu chung của toàn đảng bộ, của chính quyền, quân và dân thành phố. Trong đó có đóng góp của cá nhân tôi với tư cách là bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố. Và tôi nhận thức rằng những đóng góp của cá nhân tôi đạt được hiệu quả tích cực cũng là nhờ sự giúp đỡ, sự đồng hành của toàn thể các đồng chí trong thành ủy, của toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Trong ngày chia tay thành phố để đến nhận nhiệm vụ mới tại chính phủ đầy cảm xúc này, cho phép tôi được gửi lời tri ân sâu sắc tới các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, tập thể và từng đồng chí thành ủy viên, ủy viên ban thường vụ thành ủy, các đồng chí thường trực thành ủy. Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố quê hương đã ủng hộ, giúp đỡ tôi trong suốt 30 năm công tác tại địa phương, nhất là trong nhiệm kỳ vừa qua. Kính thưa toàn thể các đồng chí, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố với định hướng từ Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đã đặt ra những nhiệm vụ rất lớn cho Đảng bộ chính quyền thành phố. Trong đó, mục tiêu cao cả nhất là hoàn thành việc cơ bản sự nghiệp công nghiệp hóa. Chúng ta đã có nền tảng rất căn bản được tạo lập sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là những thành tích vượt bậc về kinh tế xã hội trong những năm gần đây. Song tôi cũng thấy còn luôn trăn trở về tiềm năng lợi thế của thành phố lớn thứ ba cả nước, nhưng vẫn chưa được phát huy đầy đủ. Môi trường đầu tư kinh doanh vẫn chưa thực sự hấp dẫn. Các vấn đề về quản lý thu chi ngân sách, quản lý đô thị, quản lý môi trường, hạ tầng kinh tế xã hội vẫn còn nhiều hạn chế. Điều này đặt ra cho Đảng bộ chính quyền thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 những trách nhiệm rất lớn. Do vậy, tôi chỉ lưu ý các đồng chí cần quan tâm một số công việc sau đây. Một là tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường kỷ cương quản lý thu chi ngân sách, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, bảo đảm tính hiệu quả, tính tiết kiệm trong việc chi ngân sách. Hai, tiếp tục cải thiện hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố là nơi có cảng biển lớn nhất miền Bắc để thu hút dòng đầu tư của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
trong giai đoạn tới mà tập trung cao cho việc thực hiện chủ trương hiện đại hóa hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, xác lập vững chắc vai trò, vị thế là thành phố trung tâm của vùng duyên hải Bắc Bộ, một động lực phát triển kinh tế của đất nước. 4. Đẩy mạnh việc chỉnh trang đô thị, khẩn trương thực hiện chủ trương xây dựng các công viên cây xanh tại các khu dân cư đô thị. Phải quyết tâm phấn đấu để nhất định hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng kế hoạch và lộ trình. 5. Tiếp tục dành sự quan tâm thích đáng với các lĩnh vực văn hóa xã hội, đặc biệt là chính sách đối với các gia đình, thương binh, liệt sĩ, người có công, người nghèo, luôn bảo đảm Hải Phòng là địa phương đi đầu trong việc thực hiện các chính sách về an sinh xã hội. Đặc biệt, Thành ủy Hải Phòng phải luôn chú trọng thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong xây dựng Đảng, bảo đảm giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đồng thời, từng cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, cần thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của Trung ương. Từ ngày hôm nay, Đảng bộ Hải Phòng sẽ do đồng chí Trần Lưu Quang, Thành ủy và toàn Đảng bộ nhất định đồng chí Trần Lưu Quang sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình, cùng Thành ủy, lãnh đạo thành phố Hải Phòng thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, đưa Hải Phòng vững chắc tiến bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải thiện. Tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Một lần nữa, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố lời tri ân sâu sắc nhất. Xin trân trọng cảm ơn.